Okay, so what unit language we study? What unit? Unit 7. Okay, the new words. The new words last week. What new words? What new words? Tiến đâu? Chuyện gì? À không, chị đang xem gì đấy? Đang học biến đi. Cú đấm thân thôi. Nào. What new words? The new words last week. Quickly. Từ mới ở trước là gì? Con nghe thì nói không? Có. Hãy hỏi từ mới của buổi trước là gì? À, từ nào? Nhanh nào. Từ mới là gì? What new words that we study? What new words? Mới là gì? Nhanh nào. Mới là gì? Nào, thì hỏi từ mới là gì? Là đăng ký viên anything both future here through them weatherman
Đi nào. Van neither A closer look, one. Có thật không? Có thật là những từ đấy giờ trước thầy cho ghi không? Nghe thầy nói không nào? Có. Có thật là những từ đấy thầy cho không? Chắc chắn không? Nào, thầy hỏi có chắc chắn không? Có ạ. Rồi. Này thầy tạm chấp nhận thế nha. Được chưa? Buổi sau chỉ có 5 phút đầu giờ, nên quá 3 phút là thầy cho nghỉ. Vâng ạ. Ok. Vào ngày hôm nay sẽ hỏi về question word. So, it is used to talk about first when. When you ask about the time, how is the manner, how many or how often ask about the number or repetition, what for the thing, where for the place, who for the person, why for the reason. Okay? Okay. Now, write down your notebook. How many words are you done? So the manner, what does it mean? The manner, what does it mean? The manner. What does it mean? What does it mean? Manner. What does it mean? Là gì nhỉ? Cách thức được chưa nào? Ghi lại từ mới. Mà thầy chả thấy gửi từ mới cho thầy bao giờ cả. Thầy dặn bao nhiêu lần rồi? Viết lại xong rồi gửi qua Zalo cho thầy mà chả thấy gửi bao giờ. Em giận này không có nghe hả thầy ạ? The repetition. What does it mean? Repetition. What does it mean? How often?
Có thường xuyên. So the repetition. Repetition. What does it mean? Là Là gì? Sự lặp lại được chưa nào? vâng. Đi lại từ mới. The thing. Đồ vật, The place. địa điểm, The con người, reason. reason, The reason. What does it mean? Reason. Anh đi nhỉ? là Anh đi. Anh đi nhỉ? Reason. reason, nguyên nhân ạ. Ok, lý do được thế nào? Ok, nó chuyển phần tiếp theo nào. Use one of the question words in the box to complete the conversations. Listen and check your answers. Activity 2. Use one of the question words. When? How often? What? Where? Who? In the box to complete the conversations. Listen and check your answers. Conversation 1. How often do you watch TV? Not very often. 2 or 3 times a week. What do you watch? It depends, but I like game shows best. Conversation 2. Who do you like best in the weekend meeting shows? Sun Bak. He's so funny. Conversation 3. When do you play football? Usually on Saturday or Sunday. Where do you play? In the yard. Okay, we'll listen it again. Activity 2. Use one of the question words. When? How often? What? Where? Who? In the box to complete the conversations. Listen and check your answers. Conversation 1. How often do you watch TV? Not very often. 2 or 3 times a week. What do you watch? It depends. But I like game shows best. Conversation 2. Who do you like best in the weekend meeting shows? Sun Bak. He's so funny. Conversation 3. When do you play football? Usually on Saturday or Sunday.
Where do you play? In the yard. Okay, good. Now give me your answers. So the conversation one. How often? Okay, how often? What? How often? How often? Next. What? What? Okay, conversation two. Oh. Who? Conversation three. When? When? Next. Where? Where? Okay, good. Now let's check your answers. One is how often. Two is what? Conversation two. This is who. Conversation three is when and where. Okay, good. Now you have 1 point. How many points you have? 19. 19? Yes. Okay, good. Now the task three is complete the conversation about the wingless penguin with suitable questions words. Okay, you have 5 blankets and you have 2 minutes to do it. Okay, time start. Okay. Have you done? Yes. Okay, now give me your answers. One. What? What? Okay. Next. What? What? Next. How many? How many? Next. Why? Why? And the last? When? When?
Okay. Now let's check your answers. One is what? Two is what? Three is how many? Four is why? And the last is when? Okay, good. Very good. Now you have 1 point. You understand? Yes. Okay, now we next continue the next part. Use was and so because although to complete the sentences. Okay, we have 5 sentences and time for you to do the 5 sentences in 5 minutes and time start. Làm được bao nhiêu câu rồi? Đang Are you done? Yeah. Okay, so the number one. Number one. What? And number two. But. But. Yes. Number three. Although. Although. Number four. Because. Because, not because. 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 Cause. 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 Because. Because. Okay, number five. So. So. Okay, now let's check your answers. One is and, but, also, because, and so. Okay, very good. Now we have 1 point. Okay, we continue with next part. So match the beginnings with the endings. Yes, I understand. Yes. So what does it mean?
nội các câu beginnings. Nội các câu các câu mở đầu và kết thúc được chưa nào? Ok, rồi. So we have 5 sentences and you have 5 minutes to do it. Okay? Okay. Okay, now start. Ăn được bao nhiêu câu rồi? 4 câu rồi ạ. Ok. Have you done? Yes. Okay, so now give me your answers. One match. One C. One C. Two. Two A. Two A. Three. Three's. Three E. Four. Four B. Four B and the last. D. D. Okay, good. Now let's check your answers. One C. Two A. Three E. Four B and five D. Okay, good. Very good. Now you have 1 point.
Yes? Yes. Okay, good. So what does it mean watching too much TV is not good? Em quá nhiều TV không tốt. Because it hurts your eyes. Bởi vì mắt bạn sẽ bị đau. I will get up early tomorrow. Tôi sẽ dậy sớm vào ngày mai. And so I can be at the stadium in time. Vì tôi cần đến stadium. Stadium là gì? Là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Là gì? Stadium. Đi lại từ mới. Stadium. Sân vận động như thế nào? Stadium. Vì tôi cần đến sân vận động đúng giờ. Okay. Sometimes we read book. Sometimes. Sometimes is the adverb of frequencies. Sometimes, what does it mean? Sometimes là gì nhỉ? Thường. Thi thoảng được chưa nào? Thi thoảng chúng tôi đọc sách và thi thoảng chúng tôi chơi. Chúng tôi chơi các chơi thể thao. Ok, chơi thể thao được chưa nào? My little brother can color a picture. Em trai What does it mean? Em trai tôi có thể tô màu bức tranh. And but he. Nhưng cậu ấy không thể vẽ. Okay, good. So although and prefer going out. And có thể ra ngoài nhưng cô ấy đã ở nhà. Mặc dù có thể ra ngoài được chưa nào? Dịch cái although này nghĩa là mặc dù được chưa nào? Though cái though hoặc là although được chưa nào? Để dịch là mặc dù nhá. Được chưa nào? Vâng. Ok. Chuyển phần tiếp theo nào. Complete the files below with the names of correct country in the box. Okay, we have 6 questions and time to do the 6 questions in 5 minutes and time start. Thank you.
How many sentences have you done? Three. Okay, three. Có nhìn thấy hết không? Có. Ok. Ok. Lần sau mày nói là I done or not okay. Yes. Okay, now give me your answers. One. Japan. Japan. Not Japan. Japan. Two. The USA. The USA. Number three. In Finland. Islands or Finland. Finland. Iceland. Finland. Finland. Next. Okay. This is Vietnam. Vietnam. Number five. Britain. 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 Number six. I
Iceland. Okay, now let's check your answer. One is Japan. Number two is Vietnam. Number three, Iceland. Number four is the USA. Number five is Finland. And the last is the last is Britain. Okay, so what does it mean of question of the sentences on Pokemon's cartoons are made in Japan? Phim hoạt hình Pokemon được làm ở được sản xuất ở bên Nhật. Ở Nhật Bản được chưa nào? Weekend meeting comedy are famous shows in Vietnam. What does it mean? Chương trình gì nhỉ? Comedies. Weekend meeting. Là là gì nhỉ? Là gì? Comedy. What does it mean? Thầy cho rồi đấy. Comedy. Phim hài. Weekend meeting comedy. Chương trình gì nhỉ? Chương trình hài gặp nhau cuối tuần rồi chưa nào? In Ireland, there is no TV on Thursdays. Ở đâu nhỉ? Ở gì? Ở Iceland. Ở Iceland. 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 There's no TV on Thursdays. Không có. Không có gì nhỉ? Không có TV à? Không có chương trình. Vào năm. The Discovery Channel makes education fun for kids in the USA. Discovery Channel. Kênh Discovery. What does it mean? Discovery. Là kênh gì nhỉ? What does it mean? Discovery. Discovery là gì? Khám phá được chưa nào? Kênh Discovery thì được make education fun for kids. Giáo dục gì nhỉ? Được. Fun. Giáo dục. Giáo dục gì nhỉ? Giáo dục gì? Ông
Number five, they don't show Donald Duck in finance because he doesn't wear trousers. Chương trình Việt Nam. Là gì nhỉ? Họ không chiếu chương trình Việt Nam ở đâu nhỉ? Ở đâu? Ở Finland. Finland là ở đâu? Là Phần Lan thì thế nào? Bởi vì cậu ấy không mặc trousers. Ngoài gì nhỉ? Mặc quần thì thế nào? Sherlock is a mini series about detective Sherlock Holmes in Britain. Sherlock là một tập phim ngắn trong tiểu thuyết trinh thám gì nhỉ? Trinh thám Sherlock Holmes ở đâu? Britain. Britain là ở đâu? Là Britain ở đâu nhỉ? Nước Anh được chưa nào? Ok, hôm nay lên 48 phút nhỉ. Extra vocabulary, nhìn thấy chưa nào? Từ mới được chưa? Vâng. Clumsy nghĩa là vụng về. Vâng. Ghi lại nhanh nào. Mini series là tập phim ngắn. Cute là dễ thương. Entertain là giải trí. Xong chưa nào? Chưa. Okay. Okay.